hôm nay tôi hướng dẫn các bạn phương pháp tìm video bài giảng trên mạng hướng dẫn học câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn các bạn thao tác bằng ba bằng thao tác thao tác thứ nhất là khởi động trình duyệt google thao tác thứ hai các bạn gõ cụm từ tìm kiếm thạc sĩ ths lê văn quang phần mềm ôn thi tuyển công chức nâng ngạch sau đó các bạn chọn thực đơn video hoặc các bạn chọn thực đơn hình ảnh tôi sẽ minh họa như sau các bạn khởi động Google sau đó các bạn gõ vào à, cái ô tìm kiếm thạc sĩ à, ths lê văn quang phần mềm ôn thi tuyển công chức nâng ngạch sau đó các bạn à, chọn cái à, thực đơn à, đây thực đơn video thì sau đó xuất hiện các video thì các bạn có thể chọn video để xem à, như vậy chúc các bạn thành công và cảm ơn các